vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Trước mắt các bác và toàn thể anh em là một cặp đôi hoàn hảo gồm một chiếc đẩy Sansui mã là S5000, công suất là 500W trên một kênh. Cao Phong đang test âm với một chiếc vang Sansui model là E80 đời cao có cổng quang. Một bộ đôi hoàn hảo cho chất âm rất là hay để các bác phối ghép vào với các đôi loa bass 40 hoặc là bass 30, 25 gì đó. Với công suất là 500W trên một kênh thì phù hợp cho các bác chơi một cặp full 40. Hoặc là những cặp 30 các bác có thể ghép thêm những đôi loa lời. Chất âm rất là hay. Riêng chất âm của những dòng sản phẩm Sansui, đẩy Sansui, vang Sansui thì nó cực kỳ là hay. Chất âm rất sạch sẽ, các cái giải bass trung tép của nó lên rất rõ ràng, chi tiết. Rất hay, rất đẹp. Một bộ đôi hoàn hảo. Các bác ngắm nhìn này. Đây là một chiếc đẩy Sansui mã là AMP S5000, công suất là 500W trên một kênh. Nên nhắc lại là công suất 500W, đủ 500W trên một kênh. Phù hợp cho các bác chơi một cặp full 40 trở lại. Có nghĩa là một cặp full 40 hoặc là các bác có thể đánh một cặp full 30 ghép thêm một đôi loa lời. Đấy, đó. Chơi gia đình thì chỉ cần như thế là rất ok rồi. Đấy, em báo công suất để các bác chủ động chơi. Và một chiếc vang Sansui E80 đời cao, con này có cổng quang các bác nhá. Có màn hình này, có màn hình báo các chế độ. Hai volume vô tận này. Đây là ba ngõ mic phía trước, hai ngõ mic phía sau, tổng là 5 ngõ mic. Sansui đời cao nhá, có cổng quang. Đây là con này có chỉnh cả bằng tay luôn các bác này. Đấy, chỉnh bằng tay, các cái nút chỉnh bằng tay này. Bốn chế độ lưu này, chế độ chống hú này, hát karaoke, màn hình. Và chiếc đẩy Sansui S5000 nó cũng rất là đẹp xinh. Coi nhìn nó rất là đẹp luôn. Size 2U. Hai volume chiết áp, hai dàn đèn báo này. Sansui model AMP S5000. Đẹp xuất sắc luôn. Và đặc biệt cái điểm nhấn của con đẩy Sansui này, quạt gió của nó siêu êm. Các bác bật quạt gió lên nhưng các bác không nghe tiếng quạt gió kêu một chút xíu nào luôn. Quạt gió rất êm. Chất âm hay, sạch sẽ, hình thức đẹp các bác này, đẹp long lanh luôn. Một bộ đôi hoàn hảo luôn. Vang có cổng quang. Đẩy 500W trên một kênh, chất âm hay, sạch sẽ và đẹp. Cực kỳ hay luôn. Đấy, với công suất này thì các bác ghép với mọi dòng loa. Đấy, mọi dòng loa cũng là đôi loa như thế, nhưng mà ghép một bộ đôi này nó sẽ nâng cấp chất âm lên cho các bác rất là hay, rất nhiều và đẹp. Và đặc biệt cái điểm nhấn là cái chiều sâu con đẩy này nó rất là ngắn, nó chỉ dưới 40 thôi, cái chiều sâu này. Nên các bác để dễ dàng trong tủ kệ gia đình mà không phải cắt tủ cắt kệ các bác nhá. Cái chiều sâu của nó rất là lý tưởng để các bác để trong tủ kệ gia đình, nó chỉ ngắn dưới 40 thôi. Chứ nhiều con đẩy khác nó thường thường là nó toàn 48-50, có những con ngoài 50 các bác để không để vào trong kệ tủ được. Đấy, nhưng con này nó cái chiều sâu của nó rất là lý tưởng. Size 2U đẹp xuất sắc các bác nhìn này. Một bộ đôi hoàn hảo, chất âm rất là hay. Kể cả trên con vang trên đỉnh nó đều dập logo Sansui hết không này. Đấy, E80 là đời cao nhé. Tất cả những con vang Sansui mà đã có cổng quang là toàn bộ là đời cao, chip xử lý cao. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ điện tử Cao Phong, số điện thoại 077-22-60096. Em giao hàng toàn quốc, sở hữu bộ đôi hoàn hảo này. Đây là phía đằng sau nhé, quay phía đằng sau các bác này. Còn đây là con vang E80, nó có số series, mã vạch đầy đủ hết nha các bác này. Có mã ký hiệu E80 này. Có cổng quang đây này các bác. Đây là cổng quang này, kết nối cổng quang tín hiệu quang đi optical. Và đây là loa full, hai vế loa full left right này. Và đây là loa center, loa sub này. Và con này nó có cả đường ra bằng AV luôn. Và đây đường vào nhá. E80 con này, Sansui E80. Và đây là phía sau con đẩy Sansui S5000, nó cũng đều có tem mã vạch hết. Đường vào bằng AV này, rất độc đáo luôn. Quạt gió siêu êm, quạt gió chạy tít lưng nhưng mà cực kỳ êm luôn. Bạn nào có nhu cầu bộ đôi hoàn hảo này thì liên hệ với em để sở hữu một cặp gọi vừa đẩy vừa loa vang Sansui, rất đẹp và đẳng cấp luôn. Chất âm quá hay.